Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay thì mình giao lưu với các bạn một số cây sâm hương. Cây sâm hương mình ươm khoảng 4 5 tháng rồi đó các bạn. Nhìn nó ra lá cành rất là nhiều. Anh em chỉ về mang về và chúng ta uống hay nuôi dưỡng thôi, chứ là nó rất là khỏe mạnh, không có sợ chết chóc gì hết. Không, cây phát triển rễ rất là nhiều. Đây là cây trực lắc nha các bạn. Này, rễ của nó đây. Đó, giờ mình cắt bỏ. Đây. Đây cây trực lắc các bạn. Bây giờ mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem. Đây, có cành phong đồ đầy đủ đàng hoàng nha. Kiểu này rễ cũng tương đối thôi các bạn. Cũng chưa xuất sắc lắm, rễ thì cũng bệ cũng nở thôi. Rễ thì muốn đẹp thì phải xử lý thêm. Đây, em hướng mặt tiền mình cắt là hướng này. Có cành số 1. Rồi có xử lý một số cành này, các bạn về chúng ta sẽ uống nắng và dưỡng thêm, trồng cho nó có không gian cho nó mau lớn. Tại đây mình nhiều quá, mình để cặp cặp với nhau nên là nó không phát triển mạnh được. Và mình giao cho các bạn thì mình sẽ cắt gọn gọn để mình đóng thùng nha bạn, chứ mình không giữ nguyên cành nhánh như vậy được, nó rất là dài khoảng mét mấy 2 mét lận. Nếu mình để dài thì không có thùng chứa không không hết. Đây là cây số 1 nha các bạn, đây mình sẽ cho bạn xem cái thông số. Đây mình đo vành đây. Vành ngay đây là 20. Đó, vành 20, vành ở dưới này thì nó 30. Vành ngay eo này thì 20. Cao 25 các bạn. Đó, vành 20. Vành bể dưới thì 30, cao 25. Đây là cây trực lắc nha. Đó, có cành phong đồ đầy đủ, cành mọc rất là mạnh, chỉ về nuôi dưỡng lại thôi. Cành phong đây. Rồi các bạn, đây là cây số 1, mình xin giao lưu với anh em mình 700 nghìn bao gồm phí vận chuyển. Cây số 1 giá 700 nghìn bao gồm phí vận chuyển nha các bạn. Rồi cây số 2. Số 2 phát triển cũng rất mạnh đây. Đó. Đây cây số 2. Mấy cái này thì mình đã cắt một cái dáng cơ bản hết rồi, anh em về muốn phá ra nữa thì phá, còn không thì chơi dáng như mình đã cắt cũng được. Đây cũng là một cây trực lắc nhưng mà nó hơi cao tí bạn. Hơi cao hơn tí. Đây là hướng mặt tiền nha, có cành đầy đủ đây. Những cái cành nào chủ chốt của mình sẽ cố gắng mình giữ lại cho bạn về uống, chứ mình không có cắt nha. Có thể là cắt ngắn tí thôi nhưng mà cũng không cắt sát lắm để bạn về xoay sở thêm. Đó, như mấy số cành mọc khác sai chỗ thì mình sẽ cắt gọn lại luôn, cành nào mọc đúng thì mình giá giữ cho các bạn. Đây, mặt tiền. Không có cành mọc dành chằng xuống đỉnh rồi đầy đủ, mình xem một vòng cho bạn xem. Đó, hướng này sao nha, có cành phong luôn luôn nè. Đó, nên xem bệ rễ đây, hết một tiền đây. Về mình cứ chặn mấy này ra, chặn mấy này ra, chặn chặn đều lại rồi mình ta nuôi thêm. Rồi mình sẽ đo thông số cái này cho các bạn xem. Đây là cái số 2 nha. Cái số 2 thì hoành cũng 20 luôn các bạn. Đo ngay đây nha. Đây 19 nè. Ngay đây 29. Cỡ cổ tay mình đó. Đó. Bạn xem lại lần nữa nha. Hoành 19. Quên nữa, mình đo chiều cao. Chiều cao 25. Hoành 19, chiều cao 25.
Cây okay, có cái cò rất là duyên nha. Đây, giật qua đây. Cây này mình nếu về nuôi kỹ nó cũng đẹp lắm các bạn. Rồi cây này cây số 2 nha, cây số 2. Cây số 2 giá 550. Cây số 2 giá 550 nghìn. Giá này mình bao vận chuyển luôn nha các bạn. Đó, cho anh em mình dễ dàng quyết định chọn gói. Giá cây số 2 giá 550 bao gồm phí vận chuyển. Rồi mình lên cây số 3. Đây là cây số 3 các bạn. Đó. Cây số 3 thì bệ ảnh cũng nở nè, thấy không? Anh em thấy bệ rễ nở đều nè. Bộ rễ này thì nó nở nhưng mà nó có một số khuyết các bạn đây. Nhưng mà không sao, nó cũng không khuyết nhiều, vẫn xem nó cũng được chứ không phải xấu. Đây. Đó. Anh em có thể lấy hướng này mặt tiền cũng được nè. Hướng này rễ đẹp nè. Đó, hướng này là mặt tiền nha. Rồi mình sẽ dựng cạnh đây. Đánh cạnh này xuống. Cái này bệ rất là nở luôn. Đây, anh em thấy bệ nó chưa? Rễ cũng bung cũng đều. Bây giờ mình đo hoành cho các bạn xem. Cái này vành 19 anh em, vành 19. Đo hoành nhớ đo ngay đây nha, đừng có đo ở dưới này, đó là đo bệ rễ. Cao cũng khoảng 25 thôi các bạn. Hoành 19, cao 25. Đó anh em quan sát rễ nó nha, đó, rễ nó rất là cộng rất to đều nè. Bây giờ á, có hai cách. Một là bạn chơi cây này luôn, về chúng ta uống những nhánh có sẵn luôn. Hai là mình sẽ cắt lại các bạn. Này mình sẽ cắt lấy đây, cắt ngang đây nè, cắt ngang đây, cắt ngang đây để chúng ta nuôi giật thành một cây trượt lắc lùng. Đó, anh thấy thấy cái bệ chảy rất nở rất đều không, mình cắt đây lấy mầm đây nuôi tiếp, cắt ngang đây sau này nó sẽ mọc cành đây, dẫn ra làm cành số 1. Đó, hướng này nếu mà chúng ta cưa ngay đây á, chúng ta phải nuôi thời gian lâu nhưng mà cái giá trị nó sẽ tăng hơn nhiều. Chứ không phải là chơi dáng này thì giá trị nó không không nhiều, nhưng mà bạn có thể cắt ngang đây để mình lấy bệ rễ rất đẹp nở. Người ta nuôi tiếp xây dựng cái ngọn này lên lại. Đây là cây số 3 nha các bạn. Cây số 3 thì mình cũng để giá 4, để giá cây số 3 này là 550 luôn. À, cây số 3 đây. Cây này bệ nở ngon hơn cây lúc nãy. Đó. Một chơi cao, hai chỉ cắt lùng chơi tiếp, cắt giật lại chơi nữa. Cây này cây số 3 giá 550. Giá 550 nghìn bao gồm phí vận chuyển nha. Ở đây mình canh đi, mình anh em bứng phôi về bán liền. Còn đây mình đã dâm lại rất là lâu nên cành nó ra rễ ra rất là mạnh rồi. Các bạn về chỉ về chăm nuôi dưỡng thôi chứ không có sợ vấn đề mà cây nó chết hay này kia. Đó, cây này mình gửi đi thậm chí 10-15 ngày vẫn chưa sao đó các bạn, rất là mạnh, rễ phát triển khá là nhiều và cái dòng này cũng mau lớn và nó dễ chơi, nó cũng rất là dễ chơi, không có dễ chết đâu, phát triển rất là mạnh. Đó, cây số 3 giá 550 nghìn. Rồi các bạn quay trở lại với cây số 4 này. Đây mình xem cây số 4 nha. Cây số 4 là một cây dáng bay. Đó. Tại vì mình nghiêng nó cây xuống nên là cho nó bay cái cành chính này ra, là nên là cái phần rễ kia nó hơi chúi xuống một tí. Đó. Đó mình lấy cành bay nó ra rất là nhiều cành nhánh. Đây các bạn. Không, cành bay khá là ok này, về cứ uống dựng cái đỉnh lên
Chặn mấy nhánh này ra, uống sơ sơ cho nó. Đó, hình như mình lấy hướng này mặt tiền nè. Các bạn về chặn mấy nhánh này ra nè, dựng đỉnh lên. Rồi chúng ta chơi tam giác lệch. Đó, đây là cây số 4. Để đo hoành nó cho bạn xem. Cái cây này hoành chắc khoảng 20. Hoành 20 các bạn. Cây này hoành 20, cao 15. Đó, hoành 20 cao 15. Cây này cây số 4 nha. Cây dáng bài. Đó, dáng bài rất là đẹp luôn, cành nhánh rất mập nè. Bạn về đó uống lại nha. Mình cũng không có thời gian nhiều để uống. Đó, bạn cái này dựng đỉnh lên, bẻ ra. Rồi giao lưu với các bạn cây này giá 700 nghìn. Cây số 4. Cây số 4 giá 700 nghìn, bao gồm phí vận chuyển các bạn. Rồi, cây số 4. Thông số hoành 20 cao 15 giá 700 nghìn. Dáng bay giá 700 nghìn bao gồm phí vận chuyển. Đây, mấy cây này là mấy cây tàn thiên nhiên các bạn. Tàn thiên nhiên nhìn cũng là đẹp lắm. Đó, các bạn thấy nó vót chữ A lên đúng không? Rễ thì cũng ngon lành. Mấy cây này do mình không còn chỗ trồng nữa các bạn ơi. Mình để cặp với nhau thôi, nên là nếu mà có diện tích thì mình cũng để lại mình uống cho thành phẩm nha. Đây, bạn xem rễ đó nha. Đó, rễ nở đều rất đẹp, những cọng rễ chia rất là rõ ràng. Đó, xem bề rễ nha. Đó, đây là mình cắt hướng mặt tiền đó, mình để ở đây các bạn. Các bạn về bung cái nhánh này ngang ra, bung ra, xây dựng lên đỉnh đây, bung cái cạnh này, nhánh này ra. Đó, đây có số cành lớn sẵn rồi nè. Mình trồng tốt thì nó bung mấy cái cành ngoài đầu này nè. Mình bắt đầu mình uống ra. Uống ra. Đây. Rồi, cây này là cây tàn thiên nhiên. Bệ rễ cũng nở đều, rễ đều okay. Rất đẹp. Trên này hoành 21-22 lận. Cao khoảng 20. Cao khoảng 20. Hoành 22, cao 20. Đó, một cây tàn thiên nhiên lùng. Về các bạn cứ bung nhánh ra đây, sau này mình ranh cái tâm như thế này. Đó, là mình chơi rất đẹp. Và cây mình trồng khỏe mạnh này, không có như những cây mà anh em mua cây phôi chuỗi lũi về cũng không an toàn gì mấy. Cây này thì bao sống các bạn luôn nha. Cây này là cây cuối cùng trong cái lô mình muốn giao lưu với các bạn, 5 cây. Cây này cây số 5. Cây số 5 thì giao lưu với các bạn giá 600 nghìn bao gồm phí vận chuyển. Giá 600 nghìn bao gồm phí vận chuyển. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ sản phẩm của mình trong cái thời gian qua. Và chúc các bạn dồi dào sức khỏe. Nếu anh em nào mà có thích cây nào thì các bạn nhanh tay bấm số điện thoại gọi cho mình. Mình sẽ lưu danh sách, lưu cái địa chỉ số điện thoại và cái của bạn để mình gửi hàng. Đó, nhiều khi các bạn hãy gọi đi cho nó lẹ. Gọi số mình để trên màn hình đó, 038 38 77 610. Mình gọi vào để chốt cây số mấy, giá mình thông báo các bạn luôn và khoảng bao lâu mình sẽ nhận được cây. Và mình sẽ chốt và ghi danh sách lại cho các bạn, gửi cho các bạn. Và nếu anh em mình thích thì hãy alo. Rồi, cảm ơn tất cả các anh em và hẹn gặp lại những anh em mình ở những cái video tiếp theo. Rồi, xin kính chào các bạn.